Thế Bùi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay lên máy bay bay về Việt Nam nè. Hiện tại thì hai mẹ con đang đứng đợi để check-in nè cả nhà. Buổi sáng ở sân bay thì cũng hơi nhộn nhịp chút xíu. Đây là tất cả những cái ô cửa này là mình đi hãng nào thì mình lại đứng gate line ngay cái hãng đó để mà mình check-in nha. Thì chút xíu nữa qua cửa check-in đó, thì vô trong á, thì Bùi sẽ quay cho cả nhà mình xem cái hành trình đi vào bên trong, ngồi đợi để mình lên máy bay. Sau khi được vào bên trong rồi đó cả nhà, thì cái Bùi đi lại mua Starbucks nè. Mình nãy đẩy hành lý mà không có cầm được cái máy quay, bây giờ bỏ xuống cho nên cái Bùi đi vô Starbucks mua để mà uống buổi sáng nè. Thì hiện tại sân bay thì rất là trống. Đây cả nhà, mua ly cà phê nè của Starbucks nè, hiệu Starbucks nè, ở trong sân bay nè. Ở trong đây thì nó bán mọi thứ đều mắc hơn ở ngoài xíu. Thì hiện tại khi vô lợi cái hàng ghế ngồi đợi chút xíu để uống ly cà phê nè nha. Đuối luôn á, đẩy đồ ở ngoài vô trong là đuối luôn á. Đây là những cái hàng ghế ngồi đợi nè cả nhà. Hiện tại thì còn trống nhiều lắm, chút xíu là bảo đảm là đầy dữ lắm luôn. Trong khi thời gian ngồi chờ đợi cái Bùi đi quay trong này cho cả nhà mình cùng xem nè. Ở ngay cái cửa mình ngồi đợi lúc nào cũng có vệ sinh đó cả nhà. Đi ở trong đây thì nhà vệ sinh đầy luôn. Kế bên này nó có bán cho mình những cái đồ ăn vặt nè, mình có thể mua bất cứ cái gì mình cầm lên máy bay mình ăn nha. Rồi ở trong những cái máy này mình mua là mình trả bằng thẻ đó nha. Mình bỏ cái thẻ lên đây nè thì nó sẽ hỏi mình dưới này là mình muốn lấy cái gì. Thì trong đây tất cả nè, cái nhà mình cũng thấy là nó có number, có cái số á, nó có cái giá tiền hết á. Rồi là lúc đó mình sẽ quay qua cái máy ngay đây, mình bấm ra thì cái bill nó tự động á, khi mình bỏ cái thẻ vô nó tự động nó sẽ chạc ở trên cái đó vậy thôi á cái nha. Thì khi mà mình lấy đồ á thì cái máy này nó sẽ chạy xuống đây thì mình thò tay vô mình lấy ra tiện lợi nha. Nhưng mà cái bánh đồ trong này mắc lắm á, giá cao hơn ở ngoài nhiều lắm. Đấy, ở đây nó có tiệm bánh pizza nè. Nếu mà mình muốn thì mình có thể mua mình đem lên mình ăn. Mà đặc biệt ở đây khi mình vô sân bay rồi á, mình mua bất cứ cái gì mình cũng có thể mình rinh lên máy bay được. Nước hay là cái gì cũng vậy hết á nha. Giờ sáng, buổi sáng thì còn vắng, có cửa hàng thì mở, cửa hàng thì đóng. Đa số thì chưa có mở hết tại vì còn sớm. Đây là những người họ dọn vệ sinh. Đây là có những cái gian hàng quần áo. Đây là quần áo đó, cái hiệu của nó là Rip Curl này là cũng nổi tiếng lắm nha cả nhà. Thì đi qua bên này là cửa G5 này, là G5 này là cửa khác đợi chuyến máy bay khác. Cửa mà Khe Bùi đang ngồi đợi là G4. Khe Bùi đang quay lại cái chỗ mà ngồi đợi nè. Anh nhỏ đang ngồi tút ngoài kia ngồi đợi. Đây là tiệm bánh đi xài. Nãy cái đường mới đi qua đó. Đây là đồ ăn của Mỹ nè. Queen's là của Mỹ. Đó, buổi sáng cũng có người ngồi ăn của mình. Vắng vẻ im lặng ha. Dễ thương không cả nhà? Buổi sáng ngồi đợi có đồng hai người hát kìa, nhạc Hawaii á cả nhà, dễ thương nha. Đó, vui ghê không, nhìn Hawaii thân thiện lắm cả nhà ơi. Khi mà ai mà đến đây rồi cũng không có muốn rời đi đâu.
mặc dù cuộc sống bên này hơi đắt đỏ nhưng mà được cái người dân tốt và thân thiện lắm. Nhà dễ thương ghê không? Quá ư là dễ thương, nó tự nhiên dễ sợ không? So cute. Nghệ thuật là trên hết ha, dễ thương hơn. Đó là điệu nhảy của Hawaii á, cả nhà, nhẹ nhàng lắm. Buổi sáng mà ngồi đợi gì cũng không biết mệt luôn. Thank you. Lúc này thì sân bay đông rồi này, cái chỗ ngồi đợi đông rồi. Cái Bùi cũng đói bụng cho nên lại đây order cái bánh mì này để mua ăn nè. Thì cái phần order là cái Bùi đang đợi ấy nha. Bây giờ nó hiện đại lắm, mình order cái gì mình cũng đi bằng máy. Bây giờ là tới lúc mà xếp hàng để đi lên máy bay nè cả nhà. Coi một cái hàng dài thì còn dài luôn. Người ta đứng xếp hàng đến đi lên cửa. Đây là cái cửa vào máy bay. Đi vô trong đó đó cả nhà. Đó là đi qua cái lớp cửa đi vô trong đó là cái máy bay nằm ngay đó luôn. Cái cửa dài ra đây nè cả nhà, thì sẽ đi ngang qua cái phần người ta làm cho mình đi vô đó, khung hình ở trong đó sẽ đi ra cái máy bay này. Cái máy bay này là Cable chuẩn bị bay này. Chiếc này là Boeing 777. Đây là dàn loại máy bay lớn nhất luôn á cả nhà. Tại vì mình đi xa là mình được đi những cái chiếc máy bay này to, ngồi rất là thoải mái. Đây chiếc máy bay nhìn rõ hơn rồi. Đó, có cái cánh nó không mà nó sẽ dài dễ sợ không. Cái là những xếp hàng đang còn dài lắm đó cả nhà. Trên cái Bùi với thằng con trai vẫn còn ngồi đợi nhâm nhi ly cà phê chút xíu mà khi nào trống trống mình lên, chứ mà bây giờ mình lên đó là đông nghẹt luôn á, mệt luôn á. Một hồi vật vả cũng có được cái chỗ ngồi cả nhà. Đây là ở ngoài sân bay mà Khai Bùi quay từ ở, ngồi ở trong ngay cái cửa sổ quay xuống. Những người xung quanh Khai Bùi thì hành trình bay về tới Incheon của Korean đó là khoảng 10 tiếng. 10 tiếng này chỉ có nước là cố gắng nằm ngủ thôi, chứ không có làm gì hết đó cả nhà ơi. Những lúc này là những chiếc hàng không ta đang đi kiểm tra để coi mọi người có cách dây an toàn hết chưa, để cho máy bay chuẩn bị cất cánh. Những cái loại máy bay mà Boeing, loại máy bay lớn nhất đó cả nhà, thì mỗi cái ghế ngồi sẽ có được một cái màn hình để cho mình coi, mình giải trí nè. Trời nắng nhưng mà không có nóng lắm, mấy bữa thì nóng lắm, hôm nay không có nóng lắm cả nhà. Quá trời máy bay. Hawaii thì cái sân bay nhỏ lắm nha cả nhà, nhưng mà gồm có 7 đảo, thì tất cả những cái đảo kia mà muốn đi qua những cái đảo kia thì bắt buộc máy bay phải bay về này, cho nên là tuy là nó nhỏ nhưng mà rất là nhộn nhịp và đông đúc. Lúc này máy bay đang lấy trớn để mà cất cánh rồi, cất cánh rồi đó cả nhà. Ở dưới cả nhà giờ nhìn thấy biển này ha, Hawaii là biển không à, hơi ồn.
ra coi trong đây là cái gì. Steak đó cả nhà, mà coi nó như thế nào nha. Đây là cái phần steak nè, thịt bò steak nè. Nó có cà rốt với là cải xanh nè, bông cải xanh với là khoai tây. Bên đây là cái bánh mì này mình ra ăn với là cái miếng chi trong này nè cả nhà. Ha. Bên đây thì là tôm nó luộc, nó có làm cho mình giống như là cocktail vậy đó. Để Khai Bùi thử cái này coi là Khai Bùi nghĩ là trứng, trứng hoặc là cái trứng thì nó chiên nè. Khoai cả nhà, cái này là cái bánh này với chi ngon, nó không nhưng mà nó hơi ngọt quá. Này để cho mình ăn sau khi mình ăn đồ xong mình ăn dessert á. À, giờ để Khai Bùi thử cái thành phần thịt bò này ngon không nha. Ngon. Để Khai Bùi bỏ máy xuống, Khai Bùi cắt ra mình mới ăn mình mới biết được. Đây nè, cái phần thịt bò Khai Bùi đã cắt ra nè. Để Khai Bùi ăn thử coi. Họ làm thì nó cũng vừa chín tới thôi cả nhà. Khai Bùi mời cả nhà thử với Khai Bùi nha. Trời ơi, rất là mềm luôn. Quá trời mềm, quá trời ngon luôn. Lần đầu tiên mà cái buồn thấy cái mấy ba nó ra ăn cái steak mà ngon như vậy luôn á. Bị méo quá. Ngon lắm luôn á. À, giờ là tới lúc Khai Bùi thử cái mà cái này để Khai Bùi bỏ miếng chanh lên. Tại vì Khai Bùi ăn cái gì cũng thích có chanh hết á. Để thử cái chanh cái này là cái miếng cải này coi. Lạc mà ngon cái nhờ. Nó làm cho nó có độ vừa vị ngọt ngọt vừa đủ mình ăn vừa đủ mấy thôi chứ nó không có mặn. Mà nó giòn con tôm giòn rụm mà. Khai Bùi thử lại cái miếng khoai tây nè. Nó mềm lắm á nha. Nó ngon dữ sợ luôn á. Cà rốt cũng ngon nữa. Ngon á cả nhà, tại vì thật ra Khai Bùi không có đói. Hồi nãy mà ngồi đợi á, Khai Bùi có đi mua bánh mì ăn á. Lần đầu tiên mà ăn cái miếng steak nó ngon vậy. Nhìn nó mình tưởng không chín chứ nó bị mùi à. Nó chín rồi đó cả nhà. Khai Bùi ăn hết cái phần của mình này nè cả nhà. Nên bây giờ Khai Bùi sẽ ngủ chút xíu nha. Đây là cử ăn thứ hai nè cả nhà. Hồi nãy ở giữa sau khi ăn cử thứ nhất á thì khoảng 3 tiếng sau người ta có cho mình một ổ bánh mì sandwich nhỏ. Bây giờ đây là cử thêm một lần cử chanh của thứ hai nữa. Để Khai Bùi mở ra ra đây nè, đây gồm có miếng cơm với miếng đậu với là cà rốt, còn bên đây là gà nó làm cái hầm á. Đây có cà với strawberry, rồi đây là giả cua á cả nhà, cua giả đó làm bằng bột á. Ở đây là cũng có cái bánh mì nữa nè, ăn với là chi. Khai Bùi mời cả nhà cùng ăn với Khai Bùi nha. Để Khai Bùi thử cái món gà này coi nó ngon không. Gà nó làm với là nước sốt cà chua, nó lạc lạc, ăn được thôi, không có bằng miếng bò hồi sáng. Bò hồi sáng rất là ngon. Cơm nó cũng bị hơi khô rồi. Ở giữa thì còn ok, bên xung quanh này nó khô rồi. Thôi vừa thử cái miếng ha. Mùi giả này nè. Cái phần cua giả này ăn vô cho đỡ ngán.
cái mùi đặc biệt chanh nha. Ở giữa ok cả nhà. Khi đáp xuống máy bay thì giờ hiện tại Khê Bùi đang ở sân bay Korean cả nhà. Đợi khoảng 2 giờ đồng hồ nữa thì bay. Các nước mệt mỏi quá cho nên giờ Khê Bùi đi tìm nước mua. Rất là mệt luôn á, tại vì Khê Bùi đang bệnh á cả nhà. Đây là sân bay nè. Sân bay rất là rộng luôn. Hồi nãy hai mẹ con đi mệt quá, đi sao bị lạc luôn á.